បាទអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពាក្យពន្លឺរួចមកហើយលោកគ្រូក៏មានជាកថាខណ្ឌគំរូមួយនៅក្នុងពួកដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការតែងសេចក្តីអញ្ចឹងពួកយើងដល់ណាថាតែងសេចក្តីតបជាប់មួយកថាខណ្ឌគំរូដើម្បីទាញចេញជាគំរូតែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ហើយតែអាចទៅសេបានច្រើនតោះទេតោះឥឡូវមើលចាប់ដើមចូលរួមមើលសង្កេតមើលកថាខណ្ឌគំរូមួយលោកគ្
Nhóm miền mật mà nè, chúng mua đẹp mấy thế giới ai giúp đọc mùi chứ nàm. Miền miền tì lùng nơi nông hùng muối chất hôn rồi bọc nhóm. Sọc ngày, miền riêng nơi nạc tì bà mùi cổ, chìa mùi nhóm tài. Hao chìa mật thế, bà xin tốt hao chìa mật đo lọ rồi bọc nhóm. Tỏ tiết, rạch mây miền riêng sản phụt sở lạc, sông bò sông đại bái, đai chương sở lũn, sọc slốt vơn bọc rạch mẹ, nơi mai lưng là giống, trò mọc cầu sruốt, bọc ô mọt trò hồn sản, tấp mục sọc sái, cua chìa tí, rọc án bị mật phép, nâng mình luôn tụ tờ. Rẹt mây miên sầm đầy tồn tốn, sổ thiết đẹp xá, chìa mũi mật phép, lục rô ngạc rú, nâng chắc rất thị trà. Miên chìa khmê ụt xá, chìa diếm, nông ca sạc xa riêng sốt, nông ca sạc xa riêng sốt nặng. Nâng phê chạy lên, rư mau tùm nế, niên tay, chôn bọn nà lại an dự phấu rư phơ rụng hát xếp xếp. Nông ca sập xa niên tay tổ tù bán chùm nạch nát lọ. Chỉ riêng rõ hài, lục rô ngạc rô tay sọ xào niên rục rục nìa. Niên chô chật lên vài ná đại miên sụ quạt tịch hiệp. Chôm nay ai ca nghe vĩnh còn niêm do chất tục đặc phở tài. Mình tha tại phô lọc cam nâu xả là riêng của nó. Tể nông ca nghiệp tiết còn niêm cũng xa chia hiện tài. Ưu phúc mà đai nâng nhạc phùng tay xó xa riêng tục rục nìa. Rẽ xa mây chỉ không mấy chạc. Nên kia sống tay lục rù nạc rù ôn xó xa liền. Rốt niên chặt dồn kết ca đàn lại nông ca thật xa. Niên mình bảo cảnh rất an trong cuộc mật nam mà nét. Lời, thao tay chui bình dồn kết ca xem xếng. Rư vơ rụng hát đỏ nhỏ. Rư mất thẹt vào tay tiệt. Rẹt mây tay này nông nhóm áo bảo rất nâu bằng vơ lọ. Rẹt mây chỉ mất đo lọ rồi bọc nhóm, nâng mất phép đo tay tiệt. Nhóm cổ rốt sở lãnh niềm nặng, rốt kê chỉ mất đo lọ, đại dương kẻ ọc nghĩa cua do tổng rạp tàng. Bà, à lỡ tổng ọc nghĩa, tổng phụ an, cả thạc khăn cùng rùa ọc, phụ dương tổng ọc nghĩa. À lỡ phụ dương tổng ọc nghĩa, cả lệch mà mơ, nâng cả thạc khăn bọc phú, đảm bây tiên chân chia cùng rộng tay, đảm bây nghi xuân không cả tiên chân. Tập à lỡ dương mơ, nâng trong ca tay dịch tay ba bị phô là nghĩa là bó lục hồ ní. Cứ lục hồ chai trên trực bay dùm nói không thông. Cứ tìm môi cái hai tháng dịch cái đầy bắt đầu. Dịch cái đầy bắt đám cư nữ nông tật hạ khăn tìm môi đi. Vì thường ní mà đo thường ní nông tật hạ khăn tìm môi ní mà đo phải cho tốt. Cảm làm tốt với ní. Chấn anh ấy hai tháng dịch cái đầy bắt đầu. Nó phải tua dịch cái đầy khu tự xe bị thấm. Tôi dịch đấy cứ và đây phải dân hiệp bỏ qua bằng ọc. Tôi dịch đấy nè, vì thường ní trong mặt đó là vì tôi đã gặp nét. Giống lúc tôi dịch đấy nó cứ biết bay bay cả thạc hẳn. Nhưng ai tôi dịch đấy nó cứ dân ai hiệp bỏ bàn trở hiệp tôi đấy. Anh ấy cứ dịch đấy mình chọn. Tập ở lớp của dân mơ tôi gặp nét là mấy tiền trên dịch của đồ tái. Thà ta
ើនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមគេប្រាប់យើងអំពីអ្វីខ្លះតោះឥឡូវពួកយើងមើលនេះខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះរស្មីបាទគេប្រាប់ពីគេក្នុងសេចក្តីផ្ដើមអូនបាទគេប្រាប់ពីឈ្មោះអីទៀតភេទស្រីយើងគេប្រាប់អំពីភេទអីទៀតអូនគេប្រាប់អំពីអាយុបាទឈ្មោះភេទអាយុមកបីអីនឹងមានទីលំនៅក្នុងភូមិមួយបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់អំពីទីលំនៅបន្តមកទៀតយើងមើលមើលសប្តាហ៍នេះយើងរៀនផ្នែកទី6អញ្ចឹងយើងប្រាប់អំពីមុខរបរថាគាត់នឹងថ្ងៃគាត់ធ្វើអីគេគាត់ជាសិស្សរៀននៅផ្នែកទី6អញ្ចឹងបើថាក្នុងសេចក្តីដើមយើងអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនថាតែអានេះតែងពីមិត្តភក្តិតែងពីមនុស្សទូទៅក៏យើងអាចប្រសេរបៀបហ្នឹងដែរឲ្យតែងសេចក្តីបែបពីពណ៌នេះតោះឥឡូវមើលបន្តទៀតក្នុងតួសេចក្តីយើងត្រូវនិយាយពណ៌អីខ្លះតោះឥឡូវយើងមើលនាងមានរាងស្ដើងពោះស្រឡាក់អញ្ចឹងវាភាពពណ៌2រូបរាងមិនដឹងថាមានតូចមានធំឬក៏ស្គមធាត់អីហ្នឹងខ្ពស់អីហ្នឹងបាទសម្បល់សម្ដែងបាយហ្នឹងគេវារៀបរាប់ពីរូបរាងទាំងអស់បន្ទាប់ពីរៀបរាប់ពីរូបរាងគឺក៏រូបរាងកម្ពស់មុខមាត់ការស្លៀកពាក់របស់នាងអីមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងរៀបរាប់ពីចក្រយាសម្បត្តិរបស់គាត់បាទនេះនាងមានសម្ដីទន់ភ្លន់អញ្ចឹងថាម៉េចរៀបរាប់ពីចក្រយាសម្បត្តិរបស់គាត់សម្ដីទន់ភ្លន់ជាមួយមិត្តភក្តិជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកជាក្មេងម៉េចជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀបរាប់អំពីគុណសម្បត្តិចក្រយាសម្បត្តិរបស់គាត់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺរៀបរាប់អំពីរូបសម្បត្តិនិងចក្រយាសម្បត្តិនេះអានេះរៀបរាប់នៅសាលាអញ្ចឹងការងារដែលចំពោះការងារផ្ទះវិញគឺមិនបាច់ទាំងអស់គ្នាបាទគឺទាំងគាត់អាសាទាំងនៅសាលាទាំងនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់ឲ្យអស់មកបាទអានេះរហូតមកដល់នេះសេចក្តីបញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងរៀបរាប់អំពីគេរស្មីជាមិត្តដ៏ល្អម្នាក់រស្មីជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិដទៃទៀតខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់គាត់ណាស់អញ្ចឹងរៀបរាប់ពីគេនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់បាទរៀបរាប់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅលើគាត់បាទបន្តពីលោកគ្រូបានពន្យល់អំពីគម្រោងតែងសេចក្តីមកអញ្ចឹងពួកយើងក៏អាចយល់បានរៀងច្រើនដែរតិចទៅលោកគ្រូនឹងមានគម្រោងដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកយើងអាចដឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងតែងអំពីវត្ថុឬក៏យើងតែងអំពីមនុស្សនេះដូចគ្នាយើងមិនថាគម្រោងតែងខុសគ្នាគម្រោងតែងគឺអាចដូចគ្នាពីវត្ថុហ្នឹងឬក៏ពីមនុស្សដែលយើងកោតសរសើរអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចតែងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រូសុំរំលឹកពួកយើងតិចនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺគេអត់ប្រសេច្រើនប្រហែលទេគឺគេប្រសេតែបក4ទៅ5បតតអីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែយើងបកស្រាយច្រើនគឺយើងបកស្រាយនៅក្នុងតួសេចក្តីគឺយើងតួសេចក្តីយើងរៀបរាប់ឲ្យគេឲ្យអស់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងនៅក្នុងតួសេចក្តីនេះរៀបរាប់ហើយនឹងអាចសេចក្តីបញ្ចប់នេះធ្វើមិនបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងពួកយើងអាចដឹងឯងថាចំណាប់អារម្មណ៍ហើយតិចទៀតដែរលោកគ្រូនឹងមានជាគម្រោងតែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ជាងនេះ